2. Work in groups. Practice introducing a friend to someone else. 2. Làm việc theo nhóm. Thực hành giới thiệu một người bạn với người khác. Nam, this is Min, my new friend. Nam, đây là Minh, bạn mới của tôi. Hi, Min, nice to meet you. Chào Minh, rất vui được gặp bạn hi nam nice to meet you too chào nam cũng hân hạnh được gặp bạn